Chị chứ mày tự tin nha. Hoặc là vào kênh bàn của anh ấy, Nguyễn Hà Vlog ấy. Kênh bàn anh cũng có. Toàn tẩy xem rồi nha. Toàn tẩy xem. Toàn tẩy xem. Đi là người nước ngoài nó xem á. Đi qua đó em rồi. Hả?
lên mà. Cà phê với thịt heo rừng nhé.
Thank you.
Cô ấy đang cười. Cười.